Xin kính chào quý vị, quý anh chị và các bạn. Xin cảm ơn quý vị và quý anh chị đã dành thời gian để chúng ta cùng nhau trao đổi về sự nghiệp của Hai Bà Trưng, là vị nữ anh hùng đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, để lại một cái chính khí còn tồn tại mãi cùng với lại trời đất và sống mãi trong trái tim của tất cả những người dân Việt Nam từ thời 1980 năm nay. Sở dĩ chúng tôi dành cái buổi tối hôm nay là để hầu chuyện quý vị về Hai Bà Trưng là bởi vì cách đây 2 ngày là Đền Đồng Nhân Hà Nội là vừa mới tổ chức lễ hội Đền Hai Bà Trưng ở Đồng Nhân. Và điều này cũng đặt ra một số những cái câu hỏi là tại sao lại không làm vào ngày mùng 8 tháng 3 hay là mùng 6 tháng 3 âm lịch mà lại làm vào ngày hôm nay. Lý do là như vậy. Trong lịch sử của Việt Nam thì Hai Bà Trưng, tức là Trưng Chắc và Trưng Nhị, là hai nhân vật lịch sử đã có một cái cuộc đời rất là bi tráng, khởi đầu cho những trang sử vô cùng là vẻ vang oanh liệt của dân tộc ta, để lại trong một cái tiếng linh thiêng ở trong tâm thức của dân gian Việt Nam. Bà Hai Bà Trưng đồng thời cũng là hai vị đế vương, tức là Trưng Nữ Vương, đồng thời cũng là Phật Vương, đồng thời cũng là Phật Mẫu, được thờ ở rất là nhiều nơi. Và các tướng lĩnh của bà đã được nhân dân ta khói hương thờ phụng ở khắp tất cả các nơi ở trong cả nước, đặc biệt là Hà Nội và Hải Phòng là nơi có những cái vị tướng của bà. Có những vị tướng của Hai Bà Trưng đã nhập vào thần điện của Điện Mẫu để trở thành những vị thánh mẫu linh thiêng, đó là bà Bát Nàn, được thờ nhiều ở Hải Phòng. Nhắc đến lịch sử oai hùng của Hai Bà Trưng, chúng tôi lại muốn nhắc đến một người mẹ hiền từ của bà, đó là bà Man Thiện. Bà Man Thiện quê ở làng Nam An, hay gọi là Nam Man, thuộc về huyện Tùng Thiện của tỉnh Sơn Tây, nay là thôn Nam Man, xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Ở trên cái trục đường đi từ Sơn Tây lên Nghĩa Trang Yên Kỳ, đi qua khỏi làng cổ Đường Lâm, thì chúng ta đến một cái đã bắt đầu đi vào đất Cam Thượng, thì ngay ở địa đầu đó về phía tay phải là có một ngôi đền gọi là đền bà Man Thiện, chính là mẹ của Hai Bà Trưng. Ở đấy xưa kia chỉ là một quy mô một ngôi đền nhỏ, nhưng gần đây đã được xây dựng quy mô rất là to lớn, đặc biệt là ở trong đó có một đôi câu đối để rất là đáng chú ý, tức là hát từ đỉnh xuất bằng di giáo, thạch động di lai hiển địa linh. Hát từ đỉnh xuất bằng di giáo, tức là nói về cái tấm lòng của người, nói về người mẹ hiền từ của các vị thần được thờ sông Hát ấy, đền Hát Môn ấy, là đã dạy con từ khi mà còn ở trong bào thai. Ở đây có hai chữ thai giáo. Phải chăng hai chữ thai giáo, hay còn gọi là giáo dục, nuôi dạy và truyền cái tinh hoa cho đứa trẻ, được cha ông ta thực hiện ngay từ khi mà thời của Hai Bà Trưng? Thì thai giáo là một vấn đề rất là quan trọng. Lâu nay chúng tôi cũng đã nghe là có một cái cuốn sách trong phủ chúa của chú Trịnh đấy, có một lưu truyền một cái cuốn sách gọi là cuốn sách thai giáo, tức là dạy dỗ và nuôi dưỡng, hình thành cái nhân cách của đứa bé ngay từ khi trong bào thai. Thì rất là tiếc là cho đến nay, mặc dù nỗ lực tìm kiếm rất là nhiều từ các thư viện ở trong cũng như là ngoài nước và trong các cái thế phổ của họ Trịnh ở các nơi, nhưng mà chúng ta chưa tìm thấy cái quyển thai giáo đó. Thì đôi câu đối là hát từ đỉnh xuất bằng thai giáo, thạch động di lai hiển địa linh, là một đôi câu đối cổ
còn treo tại nơi thờ bà mẹ của Hai Bà Trưng, tức là bà Man Thiện đấy, ở đấy, ở trong cái miếu Mèn thuộc về thôn Nam Man, xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, ngoại thành Hà Nội. Thì đấy là một cái bằng chứng cho thấy rằng là thì trong lịch sử ở Việt Nam đã từng có một cái hình thức rất là văn minh, đó là hình thức thai giáo. Và đấy là lần là hai chữ thai giáo duy nhất mà chúng tôi tìm thấy ở trong những cái tài liệu cổ. Phát hiện này là được chúng tôi tìm lại vào năm 2011 trong một cái cuộc viếng thăm miếu Mèn, nơi thờ mẹ của Hai Bà Trưng. Thực ra cái đôi câu đối này cũng đã được khai thác trước đó rất là nhiều trong những cái cuốn sách Cuộc Khởi Nghĩa của Hai Bà Trưng do nhà nghiên cứu, nhà biên khảo Nguyễn Vinh Phúc viết. Nhưng mà rất là tiếc là không hiểu là tại sao mà các cái bản công bố trước đó và trong cái quyển của ông Nguyễn Vinh Phúc đấy thì lại dịch, lại phiên âm là hát từ Định Xuất bằng Di Giáo. Chữ Di với chữ Thai là hai chữ có tự dạng rất là giống nhau, cho nên dễ nhầm lẫn cũng là phải. Nhắc đến Hai Bà Trưng thì chúng tôi đó là chúng ta thấy rằng là đây là một nhân vật lịch sử sớm ở trong những trang sử vẻ vang của dân tộc và đã được khắp thế giới, đặc biệt là những nhân vật danh tiếng đã biết đến. Cách đây mấy năm, vào năm 2017, Việt Nam tổ chức hội nghị APEC tại thành phố Đà Nẵng, thì các nguyên thủ của các nước trong cái nhóm APEC đến dự. Thì trong bài phát mở đầu bài phát biểu của mình thì Tổng thống Donald Trump của Mỹ đã mở đầu bằng cái việc nhắc đến Hai Bà Trưng là vị anh hùng của dân tộc Việt Nam và nhắc nhở những người lãnh đạo của Việt Nam hãy nhớ đến cuộc đời và sự nghiệp cũng như là trang sử oai hùng của dân tộc ta được khởi lên từ thời Hai Bà Trưng. Những vị tướng của Mỹ gần đây đã đến thăm Việt Nam thì cũng có đến viếng, thăm viếng dân hương tại đền Hai Bà Trưng ở Hát Môn. Còn ngài đại sứ của Mỹ hiện nay đấy thì đương nhiệm đấy thì cũng đã đến viếng đền Hai Bà Trưng tại Đồng Nhân. Như vậy đấy thì điều này cho thấy rằng là Hai Bà Trưng là nhân vật lịch sử rất là đáng được chú ý, đã được thế giới chú ý và họ hiểu rằng là đây là một nhân vật lỗi lạc, là một vì sao sáng, những ngôi sao sáng ở trong bầu trời của sử Việt cũng như là trong những trang sử vẻ vang của đất nước chúng ta. Gần đây thì nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân là một nhà nghiên cứu về văn học đấy và văn bản học đấy thì tìm thấy những cái tài liệu giải mật của tòa Bạch Ốc và đã ghi thật là rõ biên bản một cái cuộc họp kín tại Bắc Kinh vào cái ngày 9 tháng 7 năm 1971 giữa Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai và cố vấn Henry Kissinger. Lúc ấy ông Kissinger này gặp ông Chu để sắp xếp một cái cuộc viếng thăm cho Tổng thống Nixon vào tháng 2 năm 1972. Và ông Chu Ân Lai là Thủ tướng Trung Quốc lúc bấy giờ đã phải nói rằng Việt Nam là một nước anh hùng và ông Chu Ân Lai đã nhắc đến Hai Bà Trưng. Thật lạ lùng là trong buổi họp này, ông Chu Ân Lai đã xác nhận là 2.000 năm nước Trung Quốc đã xâm lăng Việt Nam. Tổ tiên chúng tôi, tức là Trung Quốc đấy, là những người bóc lột nhưng bị đánh bại bởi hai nữ tướng. Hành động xâm lăng cũng không dễ vì ngay từ đầu Trung Quốc đã bị đánh bại, lại bị đánh bại bởi hai nữ tướng. Nhắc tới khí phách của con người Việt Nam, ông Chu Ân Lai đã xác nhận là hai người nữ anh hùng ấy đã đánh bại tổ tiên của chúng tôi là những người bóc lột. Biên bản của tòa Bạch Ốc đã ghi lại một cái cuộc đàm thoại rằng là Thủ tướng Chu nói là Việt Nam là một nước anh hùng, còn Kissinger nói là họ là một dân tộc anh hùng, một dân tộc vĩ đại. Thủ tướng Chu nói rằng họ là một dân tộc vĩ đại, anh hùng và đáng khâm phục. 2.000 năm trước Trung Quốc đã xâm lược họ và Trung Quốc đã bị đánh bại, lại bị đánh bại bởi hai người đàn bà, hai nữ tướng. Ở trong tài liệu của ông Lại Nguyên Ân cung cấp thì có cả bản tiếng Anh. Ít người, kể cả Trung Quốc, được biết đến câu chuyện của chính Thủ tướng Chu Ân Lai là khi sang Việt Nam thì ông đã tới đền Hai Bà Trưng để
thăm viếng và dâng hương. Thế thì đấy là cái những nhân vật lớn ở trên trong quốc tế đấy đã nhắc đến Hai Bà Trưng. Nhắc đến Hai Bà Trưng đấy, thì ở đây đấy, chúng tôi muốn nhắc lại một cái tài liệu mà do chính chúng tôi dịch, là nó là một cái bản thần phả ghi lại sự nghiệp oanh liệt của một vị tướng của Hai Bà Trưng. Thì cái tài liệu này ghi đấy là bà Hai Bà Trưng trước khi mà cầm quân đi để đánh giặc Tô Định, tức là giặc Hán ấy, thì bà đã đến cáo yết ở đền Tản Viên Sơn Thánh và hội đồng Bách Thần ở tại cửa sông Hát Môn để làm lễ tế cờ, cáo tế chư vị linh thần và đọc một cái lời thề sông Hát. Lời thề đấy đã được ghi chép lại ở trong một cái tài liệu mang ký hiệu là VHV1222, đã được chúng tôi dịch Việt văn như sau: Trời sinh một người làm tôn chúa của vạn vật trong trời đất, sinh linh đều có quan hệ đến, đến cả cỏ cây cũng phải có liên quan. Trải biết bao nhiêu triều đại trước, các vị đế vương, thiên tử, thánh minh, triều đình đều có đạo, yêu dân, yêu nước, đức hóa rộng ban, thiên hạ thanh bình, quốc gia vô sự. Ngày nay có kẻ dị tính là tên chó dê Tô Định, hung hăng, quấy nhiễu, cuồng bạo, tàn ác, khiến cho trời đất và người đều căm phẫn. Thiếp vốn là đứa cháu gái của dòng dõi Hùng Vương, là đàn bà mà nói đến chuyện sinh linh mà hoàng thiên rơi lệ. Ngày nay rất đau lòng, thương đến con đỏ, quyết dẹp lũ giặc tàn bạo, nguyện chư vị tôn thần giáng đàn chứng giám cho lời thề này để ra sức giúp cho thiếp là Trưng nữ cất quân đánh dẹp Tô Định để bảo vệ đất nước, cứu độ cho muôn dân. Tỳ thiếp sẽ lấy lại muôn vật của cũ của tổ tông, đặt sinh linh vào nơi yên ổn, đưa sinh linh ra khỏi, đưa chúng dân ra khỏi chỗ hoạn tai, sau nữa là không phụ ý của hoàng thiên và thỏa anh linh của các bậc tiên hoàng an ủi cha ông nơi chín suối. Trưng nữ vương, tức là bà Trưng Trắc và bà Trưng Nhị đấy, sau khi đọc trong cái lời thề, tức là cái đọc xong cái bản chúc văn đấy, thì gọi các âm binh hàng nghìn hàng vạn đội truyền hịch cho khắp Nam Bang, các đạo, các châu, các huyện. Hễ ai mà có văn võ tài năng, đức độ hơn người, là bậc anh hùng có thể địch lại được Tô Định, thì ngay ngày hôm đó sẽ chiêu nạp quân sĩ và phiên thần để đi đánh dẹp. Thì đấy là lời thề sông Hát. Sau này cái lời thề sông Hát rất là mãnh liệt, đầy chí khí của Trưng Nữ Vương, đã gợi cảm hứng cho rất là nhiều thi sĩ văn nhân đã làm ra những cái áng văn tiếp theo nữa để nhắc lại, để khơi cái lòng yêu nước, thương nòi của người dân Việt Nam được cảm hứng từ cái lời thề sông Hát cách đây 1980 năm tròn. Thế thì trong khi mà chúng ta nghiên cứu về lịch sử của Hai Bà Trưng đấy, thì có một cái chuyện mà lâu nay mọi người cũng hỏi, và trong giới sử học thực ra là cũng đã trả lời, đấy là chồng bà Trưng tên là gì, có phải tên là Thi Sách hay không. Thì chính cái điều này đấy là đã được một học giả là đã chép rất là rõ ràng, đấy là học giả Vũ Ngọc Đĩnh đấy. Cái người mà phát hiện ra sự thực ra cái chuyện mà nói rằng là chồng bà Trưng là Thi Sách đấy là một cái sự nhầm lẫn, và cái sự nhầm lẫn này bắt nguồn từ trong sử của Trung Quốc chứ không phải là chỉ có sử Việt Nam. Người phát hiện ra sự nhầm lẫn về tên chồng của bà Trưng Trắc trong chú thích của Thái tử Hiền là học giả Huệ Đồng, sống vào thế kỷ thứ 18 dưới thời nhà Thanh của Trung Hoa. Khi so sánh chú thích của Thái tử Hiền trong sách Hậu Hán Thư và nguyên câu văn nguyên thủy của Thủy Kinh Chú, thì Huệ Đồng viết như sau: Cửu Triệu Nhất Thanh viết sách thê do ngôn thủ thê. Thế thì
Phạm Sử Tác là Giá Vi Châu Diên Nhân Thi Sách Thê. Nghĩa là xét Triệu Nhất Thanh, tức là Sử Gia, cùng thời với Huệ Đồng, trẻ hơn Huệ Đồng 12 tuổi, nói sách thê có nghĩa là cưới vợ. Và các nhà và các sử học họ Phạm đấy thì viết là gả làm vợ người Châu Diên là thi sách là sai. Và xem trong Thủy Kinh Chú nói là tương thi rồi chắc thi, thì rõ tên của chồng bà Trưng là Thi chứ không phải là thi sách. Sách thê, thi sách thê tức là lấy ông Thi lấy người vợ là bà Trưng chắc. Thế thì chữ sách này không phải sách thê, sự sách này không phải là tên của ông, tức là chồng của hai bà Trưng, chồng của bà Trưng chắc, mà là sách là lấy vợ. Thì đấy là điểm thứ nhất và đã được các sử gia đã chép rất là rõ ràng. Ở đây đấy, chúng tôi muốn nói đến một cái chuyện nữa cũng liên quan đến hai bà Trưng, và cũng đã được các nhà sử gia từ lâu nay, từ hàng trăm năm nay rồi, và từ thậm chí còn lâu hơn nữa, tức là khoảng nhiều trăm năm nay, thì các sử gia luôn luôn đi tìm một cái gọi là cái cột đồng trụ của Mã Viện. Trong sử có chép rằng là sau khi Mã Viện đánh dẹp được cuộc khởi nghĩa của hai bà Trưng, thì có trồng một cái chôn một cái cây đồng trụ, một cái cây cột đồng, và có một cái lời nói là đồng trụ chiết giao chủ chỉ diệt, tức là cột đồng mà gãy thì nước giao chỉ sẽ bị diệt vong. Đây cũng chính là một cái câu mà vua Minh Tư Tông ra cho đoàn sứ thần của Giang Văn Minh và Nguyễn Duy Hiểu vào trong cái chuyến tuế cống năm 1638 tại Yên Kinh, Trung Quốc. Thì cái việc mà Mã Viện dựng cột đồng đấy thì mọi người luôn luôn tìm hiểu xem, các nhà sử gia luôn luôn tìm hiểu xem là cái cột đồng dựng ở đâu, và có thể ở đó là có một cái ước đoán về cái bờ cõi của nước giao chỉ, và tức là của nước của thời hai bà Trưng đấy là ở chỗ nào. Thế nhưng mà vào năm 1960 trên tạp chí Phổ Thông thì có một học giả đã viết khi mà sang đến tận nơi bên đền thờ Mã Viện ở bên Đông Hưng, chỗ giáp với Quảng Ninh đấy, thì ông thông qua một cái sự tìm hiểu đấy thì có chép rằng là sai mã viện qua Bắc Kỳ, tức là qua Việt Nam đấy, để dẹp loạn. Dẹp xong, Mã Viện tới biên giới muốn dựng một cây đồng trụ để kỷ niệm cuộc thắng trận của y, và cũng để hăm dọa người An Nam luôn thể. Nhưng vì đang đi giữa đường làm sao đúc được trụ đồng, bởi vậy Mã Viện mới bảo lấy một cây súng đồng dài độ khoảng 1.5 thước, là thứ súng mà có thể đem theo để dẹp loạn, rũa bằng mặt một khoảng gần ở trên đầu súng, và chạm vào 6 chữ là đồng trụ chiết giao chỉ diệt. Đoạn bảo thợ lấy một viên đá lớn đục một cái lỗ rồi cắm cây súng đồng vào, nhưng vì súng vắn quá không thể để ngay tại mặt đất, nên Mã Viện phải bắt quân lính vác đá chất thành một đống lớn. Cao hơn 3 thước. Và cái đoạn này thì đem cây súng này để trên đầu đống đá đó, kể vài tháng sau thì bị bọn dư đảng của hai bà Trưng, tức là những cái tàn quân của hai bà Trưng đấy, nhổ súng và liện đi mất. Đến chừng Mã Viện hay chuyện như vậy và tức giận quyết lòng trả thù, nên mới bảo thợ tạo ra cái tượng ghê gớm và tấm hoành phi thị uy ở trong cái đền thờ Mã Viện ở bên thị trấn Đông Hưng, ở bên kia biên giới giáp với Quảng Ninh. Thì đấy là nói về cái cột đồng Mã Viện. Nói tóm lại là cái cột đồng Mã Viện chỉ là một cái ý đồ ngông cuồng của một tướng giặc, và không có cái cột đồng nào hết, mà chỉ là một cái
lời tuyên bố một cách ngạo mạn như vậy. Và ngay trong lúc bấy giờ thì sử đã chép rằng những cái người tàn quân của Hai Bà Trưng sau khi thua trận đấy đã nhổ cái cột đồng đấy vứt đi rồi. Vì vậy cho nên không phải nhọc lòng để đi tìm cái cột đồng Mã Viện ấy làm gì. Tiếp theo nói về sự nói về Hai Bà Trưng thì chúng ta còn một điểm nữa mà chúng ta cần lâu nay các nhà sử gia cũng tìm hiểu, thì đấy là Bà Trưng, Hai Bà Trưng chết là do bị chém, hay là chết là tức là bị tử thương ở mặt trận, hay là chết là do nhảy xuống sông tự vẫn. Thì hiện nay vẫn tồn tại hai cái thuyết như vậy. Thì có một học giả là ông Vũ Ngọc Đĩnh ấy, công bố ở trên cái tài liệu mà cái trang mạng nghiên cứu lịch sử đấy, thì cho rằng là như thế này. Cũng vì cái chết của Hai Bà Trưng rất là thảm, là bị chém, cho nên là các sử gia không nói đến. Nhưng ở đền thờ bà ở nhưng mà có một cái điều đã được ghi nhận là đền thờ của bà Hai Bà ở Hát Môn đấy, tức là thuộc xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, tỉnh Sơn Tây, bây giờ là thuộc về huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội đấy, thì bàn thờ và tất cả các đồ tự khí ở trong cái ngôi đền này thì đều sơn then, tức là sơn màu đen, và tuyệt nhiên không dùng màu đỏ. Và những người đến lễ hoặc đến xem tế thì ai mặc áo đỏ thì cũng phải bị cởi bỏ. Và người địa phương nói rằng là tương truyền thần mất về binh khí nên kiêng màu đỏ giống màu máu. Và đây cũng là một cái cách gián tiếp chứng nhận sự thật về cái chết của hai vị vua lừng lẫy này. Với cái chết của hai chị em Bà Trưng, sử gia Trần Gia Phụ trích dẫn các tài liệu dẫn đến đoạn viết kết quả của khởi nghĩa theo Hậu Hán Thư, tức là khi Mã Viện được vua Hán cử sang Giao Châu năm 41, thì vào mùa xuân năm sau, Mã Viện đụng trận với Hai Bà Trưng tại vùng Lãng Bạc. Theo như là Việt Sử Thông Giám Cương Mục ấy, thì đây là thuộc về vùng Hồ Tây ngày nay đấy. Bà Trưng chắc cùng với chồng thua chạy, Mã Viện đuổi Hai Bà Trưng đến Cấm Khê đánh thắng mấy trận, và quân của Hai Bà Trưng bị tan rã. Theo Cương Mục chép thì Cấm Khê cũng thuộc vùng Sơn Tây ngày nay. Thế thì cái điều mà ngay trong cái cuốn Đại Nam Nhất Thống Chí là một cái cuốn địa chí rất là nổi tiếng và được dẫn dụng truyền lưu lâu nay đấy, thì cũng chép rõ ràng rằng là các cái trong cái nơi cái đền Hát Môn thờ Hai Bà Trưng đấy, là tất cả các cái bàn ghế hoặc là những cái đồ thờ, những cái kỷ, những cái án, những cái đồ thờ là đều sơn then hết. Năm 2011 chúng tôi có tới viếng đền Hai Bà Trưng thì cũng thấy rằng là ở trong đền những cái vật dụng ở trong đấy là đều sơn màu đen. Thì ở đây nó có một cái điều là đấy là những cái dân gian thì có một cái quan niệm, có một cái lời giải và có một cái để lại những cái mã mà đòi hỏi đời sau là phải tìm hiểu. Thì thứ nhất ấy là mặc dù là ở trong đền và lưu truyền trong nhân dân là cái ngôi đền này thì không dùng các cái đồ thờ, các kỷ, các cái án bằng màu đỏ mà chỉ dùng màu đen và màu vàng, vì rằng là không muốn nhắc đến màu đỏ là nhắc đến cái việc tử thương của hai bà là mất do binh đao, bị chém đầu. Có sách còn nói là bị chém đầu để đưa thủ cấp về tận bên Trung Quốc để báo cáo. Nhưng mà dân gian ấy thì đồng thời lại cũng giải thích một điều rằng là hai bà là thế cùng và đã lực kiệt đấy, thì đã phải nhảy xuống sông Hát để tự vẫn vào ngày 6 tháng 3 năm 43. Và vì vậy cho nên là ở đây đấy thì thường thường là ngày 3 tháng ở cái làng Hát Môn đấy, ở cái khu vực Sơn Tây đấy, thì thường thường là 3 tháng 3 là người ta làm lễ để cúng bánh trôi. Nhưng mà riêng cái đền cái làng Hát Môn thì đến tận 6 tháng 3 người ta mới làm cái bánh trôi đó. Cái bánh trôi
của nơi khác là làm vào ngày Tết Hàn Thực, tức là ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch. Nhưng mà riêng Hát Môn thì làm vào ngày mùng 6 tháng 3 và có thả 99 cái bánh trôi xuống dưới sông Hồng, cửa sông để mà tưởng nhớ đến cái trang sử bi thương của hai bà. Và thì đấy là một cái những cái mã lịch sử, trong lịch sử đã gửi gắm lại ở trong những cái nghi lễ. Trong lịch sử Việt Nam thì đề tài về hai bà Trưng luôn luôn gợi một cái cảm hứng trong văn học Việt Nam. Suốt từ trong văn học từ xa xưa đấy thì hai bà Trưng luôn được nhắc đến với cái khí phách lẫm liệt và là một cái bậc nữ nhi nhưng mà lại khoác nhung y và cưỡi voi để ra trận giành lại cái đất đai của tổ tiên và xứng đáng với lại con cháu của vua Hùng. Thế thì cũng đã có một cái bài thơ nói về hai bà Trưng là: tượng đá trời Nam quyết dãi tuyết xương, ngàn năm công đức nhớ Trưng Vương, tham tàn trách bởi quân Nam Hán, oanh liệt khen thay gái dị thường. Cột đồng Đông Hán tìm đâu thấy, chỉ thấy Tây Hồ bóng nước gương. Nhưng mà khi mà nói đến văn học, những sáng tác văn học về hai bà Trưng thì cho đến bây giờ tôi thấy là có rất là nhiều những cái tác phẩm văn học rất là hay. Nhưng gần đây nhất thì vào năm 1939, một nữ sĩ là một bậc tài nữ trên văn đàn của nước Việt, đó là nữ sĩ Ngân Giang, tức là tên thật là Đỗ Thị Quế, người ở Thường Tín của ngoại thành Hà Nội đấy, thì đã làm một bài Trưng Nữ Vương. Ở đấy nói đến tất cả những cái bi hùng của Trưng Nữ Vương, nói đến cả những cái phút giây mà khi mà ở trên điện ngọc nhớ đến chồng, và vừa là một cái người, một cái vua bà mà rất là lẫm liệt, nhưng đằng sau đó lại là có những phút giây mà rất nữ nhi và làm đúng là một bậc nữ vương. Mà cái hình ảnh này thì không thể tìm thấy ở trong những cái bậc nữ vương khác ở Trung Quốc hoặc là ở các nước khác. Thì đây tôi cho rằng là một cái bài thơ rất là xuất sắc về Trưng Nữ Vương, và là một bài thơ có thể nói là một cái bài thơ tuyệt tác về Trưng Nữ Vương. Tôi xin đọc hầu chư vị cái bài Trưng Nữ Vương của nữ sĩ Ngân Giang, sáng tác năm 1939. Thù hận đôi lần trao khóe hạnh, một trời loáng thoáng bóng sao rơi. Dồn xương vó ngựa non xa thẳm, gạt gió chim bằng vượt dặm khơi. Ngang dọc non sông đường kiếm mã, huy hoàng cung điện nếp cân đai. Bốn phương gió bãi dồn chân ngựa, tám nẻo mưa ngàn táp đoá mai. Máu đỏ cốt song thù vạn thuộc vạn cổ, ngai vàng đâu tính chuyện tương lai. Hồn người chín suối cười an ủi, lệ nến năm canh gió ngập ngùi. Lạc tướng quên đâu lời tuyết hận, non hồng quét sạch bụi trần ai. Cờ tang điểm tướng nghiêm hàng trận, gót ngọc gieo hoa ngát mấy trời. Ải Bắc quân thù kinh vó ngựa, giáp vàng khăn trở lạnh đầu voi. Chàng ơi điện ngọc bơ vơ quá, trăng trách ngôi trời bóng lẻ soi. 1939. Và cuộc khởi nghĩa của hai bà Trưng đã lùi xa trong lịch sử đến 1980 năm. Nhưng mà trang sử oai hùng và bi thương và cái khí phách lẫm liệt của hai bà Trưng luôn luôn là một cái được tất cả các triều đại và tất cả các sử gia đều hết lòng là rất là tôn kính và ca ngợi.
ở khắp tất cả đất nước Việt Nam, thì những nơi có đường phố, thì ở nơi thành phố đô thị thì đều có những phố Hai Bà Trưng, quận Hai Bà Trưng hoặc là phố Trưng Vương, có những trường học mang tên Trưng Vương, Trưng Nữ Vương để luôn luôn nhắc nhở chúng ta về một cái trang sử oai hùng của dân tộc. Chúng tôi do là âm thanh không được tốt ấy, thì xin được dừng lời ở đây và xin chúc quý vị và anh chị em có một những ngày nghỉ cuối tuần thật là vui, và chúng ta cùng tưởng nhớ đến người nữ anh hùng nhị vị Trưng Vương, là những vị nữ anh hùng sớm ở trong lịch sử, và tinh thần của Hai Bà Trưng bất khuất và còn mãi với non sông của đất nước Việt Nam, linh khí mà Hai Bà Trưng truyền lại chúng ta giữ gìn để không lùi bước trước ngoại bang, và khí phách lẫm liệt của bà luôn luôn nhắc nhở hậu thế, nhắc nhở chúng ta và mãi mãi về sau không được có một cái sự run sợ trước bất cứ một bang nào gìn giữ đất đai của cha ông tổ tiên chúng ta.